Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng vừa ký văn bản gửi đến các bệnh viện, Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Y tế Thủ Đức cùng các quận huyện về việc ban hành hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19. Theo đó, đối tượng áp dụng là người mắc COVID-19 không triệu chứng lâm sàng đang chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế đủ điều kiện xuất viện vào ngày thứ 7 được tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày. Người mắc COVID-19 mới được phát hiện tại cộng đồng, không triệu chứng lâm sàng, không yếu tố nguy cơ, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền đã điều trị ổn định, không béo phì thì được cách ly tại nhà trong 14 ngày. Còn, điều kiện cách ly tại nhà, Sở Y tế hướng dẫn phải có phòng riêng dành cho người mắc COVID-19. Có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng, có số điện thoại riêng, có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế, số điện thoại của tổ phản ứng nhanh quận huyện để liên hệ khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần có bàn hoặc ghế cá nhân đặt trước cửa phòng cách ly để nhận thức ăn và các vật dụng cá nhân cần thiết. Có thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm. Có sẵn dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt, nước xúc họng hoặc nước muối sinh lý 0,9%, khẩu trang y tế, nhiệt kế, có một số loại thuốc thiết yếu hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng như các loại vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng, các thuốc y học cổ truyền. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh lý nền không tự chăm sóc cá nhân được thì cần có người hỗ trợ và chăm sóc khi cách ly tại nhà. Người mắc COVID-19 có nguyện vọng cam kết đủ điều kiện và tuân thủ các hướng dẫn khi cách ly tại nhà. Trong trường hợp tất cả người trong hộ gia đình đều là người mắc COVID-19, có thể tự chăm sóc sức khỏe lẫn nhau thì không cần điều kiện phòng riêng cho từng cá nhân. Đối với người mắc COVID-19 cần mang khẩu trang thường xuyên, trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang 2 lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần mỗi ngày, hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt, khai báo y tế mỗi ngày ít nhất 1 lần qua ứng dụng khai báo y tế điện tử. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày. Nếu có sử dụng thuốc thì phải theo sự hướng dẫn hoặc tư vấn của nhân viên y tế, cần gọi nhân viên y tế khi có một trong các dấu hiệu: sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, mất mùi vị, đau ngực, nặng ngực, cảm giác khó thở khi không thể hít sâu và nín thở đủ 10 giây. Khi nhịp thở dấu lớn 20 lần một phút để được hướng dẫn xử trí phù hợp, cần gọi ngay tổng đài 115 hoặc số điện thoại của tổ phản ứng nhanh quận huyện khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần một phút, ly bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, số 2 đối với người chăm sóc, người ở cùng nhà với người mắc COVID-19. Phải cam kết với chính quyền địa phương tuân thủ các điều kiện cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, khai báo y tế điện tử cho bản thân và cho người mắc COVID-19, trong trường hợp người bệnh không tự khai báo được, mỗi ngày một lần và khi có dấu hiệu bất thường cần khai báo. Thực hành được các biện pháp phòng kiểm soát lây nhiễm, biết phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng qua các tài liệu thông tin truyền thông của ngành y tế.